我无想台湾，伫葡萄牙文是美丽之岛的意思。位伫环太平洋海线，也就是地中海的西边。因为地层陆地运动不断进行，形成岛上雄伟高山、山峦、边缘、盆地、海岸线，甲一挂奇特景观。福尔摩沙四季分明，包含热带、亚热带、甲温带气候，差不多有18,400多种野生生物栖息伫岛内。其中，两成以上是罕见，或者是特别绝种的生物。其中有蝴蝶、福尔摩沙山羊、福尔摩沙猕猴、福尔摩沙乌熊、花鸡、雉鸡。是山草林丁丁上天赐予福尔摩沙丰富的自然景观，北部地区有古城、原住民村，还有真高的山脉、壮丽水墙、甲精雕玉刻的寺庙。中部地区有一系列的美景，闪耀的海洋、湍急的河流、甲翠绿的松林。南部是本岛出名的文化中心，至今依然保有真济古老悠久的传统。来自不同背景甲地区的人，拢对福尔摩沙的发展贡献真济。客家、台湾本土甲大陆风俗的融合，造成了丰富多彩的文化甲社会，不论是宗教、建筑。还是语言，福尔摩沙拢悠悠俱全。这片绿土就像上帝温暖的恩典。1980年代，陈克武上司来到福尔摩沙，同时伊住伫一间小庙，一顶福尔摩沙的人经由内在体验的指引，伫一个暴风雨的暗暝。前来请求师父教因观音净土法门。自彼当时起，陈克武上师开始传授观音法门，和福尔摩沙诚心的求道者。观音法门是一种观内在更加因的净土法门，是陈海武上师慈悲的礼物，分享给这个世界已经准备好要重返内在天国的人。除了分享伊灵性方面的真知远见，陈海武上师嘛无条件伫福尔摩沙各地提供赈灾甲人道救助。发生自然灾害时，佫较是全力支援，效法伊的爱心典范甲高贵行迹，跟福尔摩沙世界会会员嘛积极参与活动。照顾同胞，而且把关怀扩展到全球各地。讲到着福尔摩沙人民对开悟的心地渴望，陈海武上师自阮接受因真济届的邀请，分享伊的智慧。2007年2月18日。陈海武上师参加新年庆祝活动，甲大约10,000名的世界会会员以及贵宾，伫福尔摩沙欢庆第二年的旧历新年。伫这个吉祥的日子，嘛举行全球优秀领导奖的颁奖典礼。陈海武上师表彰菲律宾第12任的总统罗穆斯总统阁下。国际和平奖基金会会长曼纽尔·莫拉托先生，加尊敬的参议员赫赫森·阿尔瓦雷兹，感谢因在菲律宾对娱乐还是越南难民所做的慈善义举。每届来自各地会员斗阵做会时，陈海武上师常常分批会见无同国的同修，而且用英语。也是因的在地位开始。现在邀请您聆听陈海武上师的开始，主题是修行人应该成为光亮的典范。2007年2月2日，空地福尔摩沙西欧。
Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Hello. How are you? Good, yeah? Khỏe hả? Mạnh giỏi hả? Mạnh khỏe hả? Hả? Không khỏe cũng phải khỏe, hỏi làm gì? Giờ không khỏe rồi sao? Không khỏe là nằm nhà ngủ để quý vị ngồi đây hả? À, không khỏe cũng phải khỏe. Làm chức vụ lớn là vậy. Ráng chịu ha. Không ai thương đâu ha. Tưởng nó sướng lắm, làm sư phụ sướng lắm, ai cũng đòi. Cho tôi thành Phật sớm sớm. Cho tôi đi giảng đạo. Giảng cái gì? Ha? Người nào muốn thành Phật giơ tay lên lẹ lẹ đi, tôi viết ra. Đâu giơ tay coi. Ồ, có không? Muốn thành Phật hả? Hả? Muốn thành Phật làm gì? Nói lẹ coi. Hả? Muốn thành Phật làm gì? Muốn thành Phật để ngồi thiền. Giúp cho sư phụ. Thôi má ơi. Thà đừng giúp, thường khỏe hơn. Ở trên kia mấy người thị nữ giúp mà tôi gần chết rồi nè. Biểu may cái áo Việt Nam may không giống. Người ta chỗ đây thì để mấy cái móc câu á, để móc cho nó khỏi cái bực ra đó. Bả may bằng cái nút á, nút gì đó, nút bóp. Chưa bóp nó đã nứt ra rồi. Kêu là nứt bóp chứ không phải là nút bóp. À, rồi. Biểu nó sửa lại thành cái móc câu á. Nó móc mà nó để nó giấu ở phía trong cái vải á. Đặng người ta không thấy cho nó đẹp. Người ta ngồi kiếm cả mấy tiếng đồng hồ kiếm không ra. Làm y như cái màu giống màu tím đó. Rồi còn giấu ở trong cái nẹp áo á. Trời, kiếm gần chết luôn. Kêu thị nữ lại kiếm coi, nó cũng kiếm không ra. Tại thường thường người ta may cái móc câu nó sáng sáng á mà, cái màu bạc bạc, cái dòm thấy liền. Trời, một mình kiếm gần chết, kêu hai ba người lên cũng kiếm gần chết luôn. Giày dép thì biểu để gần mấy chỗ áo cho tôi dễ kiếm. Nó giấu ở đâu bên kia khóa lại. Đang để làm kỷ niệm. Ôi chú cha, đừng có giúp tôi nha không. Thôi, tự giúp mình đi cho rồi ha. Còn muốn giúp ai thì đi xa lát, xa lơ, xa chỗ nào mà không có sư phụ đó, chỗ đó giúp, ok. Bây giờ mà ai nghe nói ai muốn giúp sư phụ là tôi sợ lắm rồi. Đức Phật ngày xưa có nói hả? À, đừng có sợ thú dữ, đừng sợ người ta. Tại sao? Thú dữ dù nó có cắn mình chết đi nữa hay là nó cắn mình là bị thương thì thân thể thôi. Còn con người mà cắn mình ha, chù chà, thân thể, đầu óc, linh hồn gì cũng đau hết. Khổ vậy đó. À, mấy năm nay đâu phải là lấy nghiệp chướng của động vật đâu. Toàn là người ta không mới chứ. Hả? Wow, may mà còn sống tới cũng tạ ơn trời Phật. Còn sống tới mức này là cũng gồ ghề lắm á. Là sư phụ cũng gồ ghề lắm rồi đó. À, người nào mà lạng quạng là chết chìm rồi. Chết chìm, chết nổi, chết linh đinh, chết lung tung á. Thì còn dám muốn thành Phật nữa. Hả? Nói cho quý vị biết, muốn thành Phật á. Biết ca nè, biết hát nè, biết nhạc nè, biết thơ nè. Rồi. Biết khiên bàn khiên ghế nè, biết tổ chức cho mọi người nè, hả? Biết kiếm ra tiền hả cho nuôi mấy người làm việc hả, rồi còn phải biết may quần may áo nữa, chứ không thôi cái mấy cái móc nó để cho đâu kiếm không ra, còn không nữa thì bận vô đây cái rồi cái nó bực ra hết, khỏi bận mất công. À,
tức là có nghĩa là đúng như y như Quan Thế Âm Bồ Tát vậy đó. Hả? 1000 cánh tay, 1000 con mắt mà cũng không kịp nữa, không kịp nữa. Tại mấy người ở đây không có làm việc gì đâu. Tối ngày tới đi lui mà cái kiểu thiện tai đi. Tôi là Phật, Bồ Tát, ai cũng kêu mấy người là Bồ Tát hết. Tát tới tát lui mệt chết luôn. Ở đây đâu có chuyện gì làm, đâu có biết sư phụ khổ cách nào đâu. Đâu biết sư phụ vừa phải diện cho đẹp, mà vừa phải ký công văn, vừa phải sửa bài sửa vở, vừa phải coi mấy cái DVD nó mới làm gì đó, nó biểu mình coi. Rồi vừa phải coi cái list của mấy người truyền tâm ấn, rồi vừa phải coi những cái chuyện gì mà chính phủ nói này kia kia nọ, rồi phải đi cứu cứu trợ, rồi phải giao thiệp. Nhiều khi chính phủ họ đến mình phải giao thiệp, đâu phải ngồi không đó diện quần diện áo rồi ngồi đây. Tại vì mấy người mỗi lần tới thấy sư phụ diện ngồi đây thôi, tưởng đâu bấy nhiêu đó thôi. À, dễ quá làm Phật dễ ợt. Bận quần áo đẹp ngồi ngồi ok là chua chua, làm Phật dễ vậy ai cũng muốn làm, hèn chi ai cũng muốn làm hết, mà chưa kịp thọ ký đã sưng ra rồi, nghe chưa. Chứ mà mấy ông Phật nửa sống nửa chết nó làm cực thế gian lắm. Thà làm người vô minh cái sự hại nó ít, mà đương đứng ra tuyên dương làm Phật á, bao nhiêu người họ theo, mình làm hại rất nhiều người, cái tội đó nặng lắm. Chứ còn để nó xương dương thành Phật á, hại bao nhiêu chúng sanh là chừng đó thôi, ngục vô gián ngồi đó đợi, cửa không bao giờ mở ra, đừng có lạng hoạn. Khi nào nghĩ mình mà thành Phật rồi thì báo cáo cho sư phụ biết liền. À, nếu mà đúng Phật thứ thiệt á hả, rồi để sư phụ khảo một mắt coi coi đúng thiệt không. À, chớ vậy chứ hả. Mà khảo được rồi thì mình ok ra hả, mình tung ra thị trường. Sản phẩm mới ra lò nông hội. Ghi danh liền liền ha, Phật mới ra lò. Vậy đó, chứ đừng có âm thầm làm Phật, rồi không có ai quảng cáo giùm uổng đi. Mình phải đăng báo rồi này kia chứ hả. Ok. Nhưng mà lên Phật thì dễ. À, xuống thì còn dễ hơn nữa. Khổ vậy đó. Lên làm Phật dễ mà có sư phụ kéo lên chút gì đâu. Bây giờ ai ở đây sư phụ kéo lên cũng được liền á, không có gì trở ngại hết á. Nhưng mà kéo lên làm gì vậy? Hả? À, thứ đồ vô dụng lên nó ngồi chặt đất người ta. Ở dưới đất còn vô dụng, lên trên đó còn lớ quá lạng hoạn, chật hết đất Phật hết. Còn mấy người tốt người ta không có chỗ ngồi nữa. Hả? À, cũng như mấy bà ngày hôm qua đó. Hả? À, biển ngồi chỗ kia không ngồi, chạy ra giành chỗ của người ta. Rồi sư phụ nói rồi, hôm qua nói rồi, ok tha rồi, đi qua chỗ kia ngồi nói rồi. Bữa nay làm kiểu khác. À, tức là không cho ngồi đây thì ra ngồi cái mé mà kia, mà cái chỗ sư phụ đi tới đi lui hoài đó. Thì cũng ngồi đằng sau nhưng mà ngồi sát cái mé mà cái đường ấy, cái chỗ cái cầu mà sư phụ chạy tới chạy lui đó. Đi lên đây phải đi qua biết rồi, ngắm rồi thấy rồi, rồi bữa nay ngồi ngay chỗ đó. Ừ, sư phụ cho đi nghỉ mát rồi. Đi trung tâm gần bên nghỉ mát rồi. Người nào muốn nghỉ mát giơ tay lên. Người muốn nghỉ mát dễ lắm, được khỏi cần làm gì hết, giơ tay lên sư phụ gửi đi liền. À, rất là lẹ làng ha. Có người đưa người đón, chauffeur. Chauffeur chở đi, có hộ pháp hộ tống đàng hoàng. Đừng có làm cái kiểu thông minh kiểu đó. Thì cũng giống như vậy thôi. À, cái chỗ sư phụ sắp đặt ngồi, tại sao không chịu ngồi đi? Nhập gia tùy tục, phải không? Ở đây sư phụ nói chuyện không còn nghe lời nữa, đi ra ngoài làm việc với ai cho được. Làm việc đi tới đâu là cũng cưỡng người ta, rồi ngồi trên đầu trên cổ người ta, cái giành giật chỗ làm, giành giật cái chỗ địa vị tốt, không có tinh thần trách nhiệm, không có tinh thần hy sinh. Bữa nay không dạy, mai còn tệ hơn. À, sư phụ không dạy không được, sư phụ không phạt, không chửi bới, không ra đạp gì dài hết. Nhưng mà mấy người nào lộn xộn cho đi ra ngoài nghỉ mát cho rồi. À, ở đây chi nóng nực người ta. Giành chỗ, giành đường, giành xá, cái chỗ mấy người kia là chỗ người ta làm việc, người ta ngồi. Nãy đó ngồi chi, ngồi đây cũng gần quá rồi, sư phụ cũng đi qua vậy chứ đâu phải không, thấy không?
nhất định là cải cho bằng được. Kêu bằng kiếm cái chỗ nào mà nó khuyết á, tức là sư phụ không có nói là đừng có ngồi bên kia đó, kiếm chỗ đừng có làm cái kiểu thông minh kiểu đó. Mình làm việc mình phải thành thật với lương tâm mình, sư phụ nói gì hiểu rồi thì phải làm như vậy, chứ đừng có làm bộ không hiểu. Ở đây mình gạt ai đây? Gạt sư phụ, gạt mình, gạt còn tu để làm cái gì hả? Để thắng để làm gì? Ở đây mình còn háo thắng tinh thần như vậy, còn cái kiểu mà cứng đầu cứng cổ, kiểu không biết cái gì, tức là mình nói cái bên này cái nó làm bộ nó làm kiểu kia đó, cũng giống y như vậy nhưng mà khác thôi, gió mù sa mưa đó. Cũng vậy đó, không nên như vậy. Dâu cho sư phụ tha thứ, sư phụ không nói gì đi, tự mình tự đắc hiểu rồi, trò mình ngồi đây bả đâu có làm gì được, tại vì mình cũng ngồi tuốt làm sao, mình đâu ngồi hàng trước đâu, bả đâu làm gì được mình, tại vì mình ngồi đúng mà, đâu có đúng đâu. Mấy người ngồi sao mình ngồi vậy, sư phụ sắp chỗ đây có nghĩa là ưu tiên, khỏi gần mỗi ngày chạy tới chạy lui, tức là sư phụ đã sắp cho hai cái chỗ ngồi đặc biệt rồi, khỏi cần phải đổi tới đổi lui nữa, vậy còn không cảm ơn sư phụ nữa, còn làm cái kiểu mà lương lẹo đó, mưu mẹo này cái nọ. Cái người như vậy không có xứng đáng là thiền môn thiền sinh. Mình đã biết rồi, mình không nên cố làm cho kêu bằng thông minh, làm cho hoài vậy đó, giả mù sa mưa kiểu đó, thấy không? Như vậy không tốt. Nếu sư phụ không chỉnh bữa nay, mai mốt làm quá nữa, rồi đi ra ngoài cái còn hại người khác. Tham lam cái kiểu đó, cái gì cũng cố dành cho bằng được. Không được bữa nay, mai dành. Không dành được chỗ này, mai dành được chỗ khác. Cứ như vậy là cái tính không tốt. Cái phẩm cách không có. Chứ không phải sư phụ giận gì, sư phụ giận ai cho nó mệt, cho nó già tôi, cho nó mất đẹp tôi, thấy không? Giận chi cho nó mệt. Không thèm giận. Người nào mà không hợp khẩu mình mời đi ra cái hộ tống đàng hoàng, đi ra ngoài chơi. Ok, ngồi đó suy nghĩ hai ba bữa tính sao. Thí dụ con gái ở nhà như vậy đó, nhớ cái chuyện hồi xưa sư phụ kể cái chuyện mà cái ông kia, ông ăn trộm ăn cắp á. Rồi cái bị quan vua bắt ra muốn xử trảm á. Trước khi xử trảm thì vua quan hỏi có được cái điều ước cuối cùng hay không á. Thì ông nói ông muốn gặp mẹ ông á. Cái mẹ ông ra, ông ôm, ông cắn đôi tay của bà đó, nhớ không? Rồi mấy người ơi kinh hoàng hết, tại sao mẹ làm vậy? Tại sao lại cắn đôi tay của bà mẹ của mình, con bất hiếu? Ông nói, cái người mà tù nó mới nói là người thủ phạm á, không phải là tôi. Mà là bà này, mẹ tôi đó. Tại hồi nhỏ tôi ăn cắp có cái cây bút chì vậy thôi. Tôi đem về nhà, bà mừng, bà nói, ôi vậy đó, cứ tiếp tục làm vậy đi con. Rồi ngày mai tôi ăn cắp cái hũ mực, bữa kia tôi ăn cắp cuốn sách. Mà rồi cái lần lần tôi lấy tiền của mấy người học trò kia. Từ từ thành ra ăn trộm con gà, rồi lớn ăn trộm con vịt, con trâu. Rồi bây giờ cái ăn trộm tới nhà của người ta, lấy tiền, lấy bạc, vòng vàng xuyến của người ta. Bao nhiêu lần như vậy. Thành ra mới bị cái đang tự hình nhiều quá rồi. Rồi ăn cắp ăn trộm xong rồi người ta phản kháng lại, giết người ta luôn. Giết đang chạy mà đừng lấy đồ, đừng khó bị ló mặt ra. Nhưng mà một ngày đó cũng bị bắt. Tội ăn trộm ăn cắp, cưỡng bắt người ta rồi giết người luôn. Thành ra phải tử hình thôi. Nhưng mà ông nói rằng nếu mà cái ngày mà tôi đem cái viết chì về đó, lỡ đem lộn vậy đó mà mẹ tôi biểu tôi đem ra trả lại cho người ta ngày mai, thì tôi đâu có trở thành một tên ăn trộm ăn cắp rồi thành giết người như thế này. Có phải vậy không? Rồi, hôm qua đã nói rồi, cha mẹ làm gương cho con cái, phải không? Dạy dỗ thì cũng hơi khó, tại vì nó đi ra ngoài nó cũng học người khác nữa. Nhưng mà nếu cha mẹ rất là nghiêm khắc ở nhà thì nó tự nó cũng biết nữa. Bỏ làm cái này mẹ tôi không chịu, ít ra nó cũng suy nghĩ, phải không? Chứ nếu mình cứ không nói gì hết, nó đâu biết mình nghĩ cái gì. Rồi nếu mà mình ủng hộ nó thì thôi càng chết nữa, càng ngày cái tội ác nó càng thêm lên. Cho nên sư phụ không có giận ai. Nếu mà dạy dỗ bằng lời nói hiền dịu không nghe thì phải dùng phương cách khác vậy thôi. Tại mấy người đi đâu cũng được sư phụ cưng, thường thường được ngồi trên đây. Đây là nếu mà dài ngày dài tháng rộng á, thì cho ngồi lên đây hoài. Còn không thì lúc nào cũng cho ngồi đằng trước. Tại vì sư phụ nghĩ họ khó tu hành, thấy không? Cũng nương cho họ một chút. Thành ra nó quen thói, mà vừa phải thôi, bữa nay sư phụ sắp đâu ngồi đó, phải không? Dám cãi lệnh sư phụ, hết ngồi trước dành chỗ của người ta, rồi cái ngồi bên kia cũng dành chỗ của mấy người làm việc nữa, làm bộ đi quét quét vài cái để dành chỗ đó, làm cái kiểu mà quỷ quyệt á, tức là bữa nay tôi có lý do tôi ngồi chỗ đó,
không có lý do nào để mà gạt gẫm chính mình, mà gạt gẫm người khác, và gạt gẫm sư phụ cả. Cái đó cũng là một trong cái giới luật, không nói láo. Mà nói láo vi tế cũng vậy à. Mình tự biết mình làm sai, cứ tiếp tục làm hoài. Hôm qua sư phụ đã nói rồi, sư phụ tha cho ngồi đó rồi, ok rồi. Bữa nay kiếm chuyện khác làm nữa, bữa nay không nói, mai kiếm chuyện khác làm nữa. Cả ngày như vậy hoài, rồi cái tự đắc mình lên, rồi càng ngày cứ làm hoài, và quen. Quen cái kiểu không có thành thật, cái kiểu không bảo vệ cái danh dự của chính mình. Mình cứ làm càng làm bậy như vậy, dầu cho mình có lẽ phải đi nữa, người ta dòm con mắt người ta cũng khinh. Cứ làm tiếp tục như vậy thì không bao giờ mà có cái phẩm cách gì của con người cả. Chính mình tự gạt lấy mình, còn ai mà mình chờ nữa. Có biết như vậy rồi mà vẫn làm, biết là ngồi chỗ đó không phải, để kiếm cách để ngồi. Như vậy tức là mình tự gạt chính mình, dầu sư phụ bỏ lơ đi nữa, cũng không phải là nhân cách của một người, đừng nói chi là một người tu hành, tinh tấn ở chân chính. Không phải khoác cái áo lên mới phải là người tu hành. Quý vị là người tu hành chân chính, tự biết mình như vậy. Hả? Không có bao giờ muốn gạt gẫm ai hết á. Như vậy là cũng thành gạt gẫm. Thấy không? Bực lúc này không? Như vậy đó. Rồi nói tôi không đàng hoàng. Hả? Bằng áo cũng không đàng hoàng. Sư phụ nói rồi, nếu muốn may đồ Việt Nam cho sư phụ thì kiếm mấy người Việt Nam may. Hả? Còn không là muốn bắt trước á, thì phải hỏi cái cách của người ta, hiểu không? Mình làm gì cũng vậy chứ hả? Mình kiếm cái người mà biết á, chỉ cho mình chứ hả? Chỉ một lần thôi, nói hoài. Nói hoài cứ cố làm theo kiểu của mình hoài. Như vậy không phải người tốt luôn. Tức là cố tình cho sư phụ biết là bà cấm tôi làm cái này, tôi đi làm cái kia vậy đó. Thì cũng vậy à. Những người như vậy không có tốt. Cứng đầu cứng cổ quá đi, khó dạy. Có vậy thì không nói làm gì cũng sao, cũng không có phương hại gì tới sư phụ lắm. Tại ở đây là chỗ đồng tu mà, sư phụ có bực nút cũng ai nói gì đâu. Nhưng mà cái tính của mình như vậy không có lên được. Sư phụ cũng chẳng nói gì, không có rầy ra gì, chưa rầy ra gì hết á. Sư phụ chỉ biểu đổi lại thành móc thôi, không chịu đổi thì thôi ok. Đổi chỗ này, đổi không đổi chỗ kia. Thôi cũng được, không tới nỗi nào. Nhưng mà cái tính của mình như vậy càng ngày càng cứng lên. Hả? Càng cứng đầu bao nhiêu, càng khó lên thiên đàng bao nhiêu, càng đẳng cấp càng thấp bấy nhiêu. Không phải phương hại gì tới sư phụ bao nhiêu, chuyện nhỏ thôi, nhưng mà chuyện nhỏ thành chuyện lớn thành chuyện lớn nữa, rồi không bao giờ mình trở thành một người mà kiểu khiêm nhường được cả. Không nghe lời cấp trên, mà nhất là cấp trên nó không có muốn ám hại gì mình, chỉ dạy cho mình thôi, không chịu nghe lời. Như vậy là không tốt hả? Thí dụ chính phủ xấu, ok mình cũng làm cách mạng rồi chút đi, mà chính phủ đã sửa rồi, đã đổi rồi, làm cho dân giàu nước mạnh thì ok chứ, phải không? Đâu cần biết ông là cái gì à, cũng rất lấy làm mừng cho họ và rất làm hãnh diện cho đất nước hả? Ai làm cho dân giàu nước mạnh ha, no ấm ha, là tôi ok rồi à. Chứ đâu phải thù vặt hả? Phải thù cá nhân, phải không? Đối với sư phụ sao cũng được. Mình sư phụ, hy sinh đâu có sao. À, nhưng mà nếu mà cả toàn dân tộc mà no ấm hả? Là sư phụ đã vỗ tay hoan nghênh hết sức mình. Hả? Vậy mới phải. À. Thí dụ vậy đó. À, mình làm người phải như vậy, phải không? Cái gì đúng thì mình phải khen à. Bắt vô người đó là kẻ thù của mình, hay là làm cái gì không tốt cho mình, nhưng mà họ tao làm đúng, họ cứ sửa cải, hoặc là họ làm đúng cho những cái khác, thì mình cũng phải khen tặng người ta như thường, phải không? Ừ. Còn những cái chuyện khác họ làm, lỗi lầm của họ, cái chuyện đó mình bỏ qua ha, nếu họ sửa đổi tốt. Nhất là người nào làm việc tốt cho công chúng nhiều đó, nguyên cả nước mà nó ấm thịnh vượng, những người đó, những chính phủ đó được rất là được tán thán và cổ võ cổ động à, vậy đó à, chứ không phải phản động nha. Ok. Hôm trước ở Thái Lan sư phụ nói rồi, chính phủ nào cũng vậy, phải để cho họ thời gian bạn cũng có guồng máy của họ chứ, nói rồi cái guồng máy chính phủ là to lớn lắm, rất là nhiều người cũng có cứng đầu cứng cổ trong đó cũng có nữa chứ, đâu phải không dễ đâu làm việc đâu, phải không à. Chứ người nào cũng đứng lên động một chút đi làm cách mạng như kiểu mấy hôm trước. Trời ơi, có một năm thôi mà mấy chục ông vua lên làm vua. Mấy ông vua lên làm vua Việt Nam á. Ông nào lên cũng bị la nói không được, đuổi xuống. Ông lên kia, mấy ông kia la đuổi xuống. Mình làm lên rồi mấy ông khác lại lên cũng đuổi xuống. Thành ra như vậy, phải có tinh thần trách nhiệm, phải có tinh thần đoàn kết nữa.
phải có tinh thần hiểu biết. Không phải sư phụ mời người đó đi ra ngoài là ganh ghét gì người đó, nhưng mà phải dạy dỗ. Tại vì quý vị tới đây để học hỏi, học hỏi thì không thể nào tránh khỏi những chuyện lỡ lầm. Nhưng mà lầm một lần thôi, mới nói hôm qua bữa nay lầm nữa, làm cách khác, làm tới bao giờ hả? Bữa nay sư phụ kêu thí dụ là bà biểu bà ngồi lại chỗ đây, rồi cái mai bà kiếm chuyện khác bà làm á. Bà kiếm cái cách nào để bà ngồi ngay trước đây nè, anh cho biết là bà không có thể nào mà thắng được bà như vậy, không tốt. Dù cho bà thắng sư phụ đi nữa, bà làm được cái gì mà không có tinh thần khiêm nhường là không thể làm lớn được. Nhớ cái chuyện Hằng Tín hồi xưa không? Ổng đi ngang qua chân của cái người vũ phu kia, ổng đâu có thấy mắc cỡ gì đâu. Đi cho rồi đứng đó một lát đánh nhau nữa, phải không? Mình đi qua cái chân của ổng, hay mình đi qua tay của ổng, hay mình đi qua cái microphone này ăn nhầm gì khác nhau gì hả? Toàn thịt xương không có gì đâu mà phải mắc cỡ hả? Đi ngang qua khối thịt còn đỡ hơn ăn vô trong mình luôn. Biết cái chuyện đó chứ hả? Mà không biết thì về coi lại, tôi không có rảnh ngồi đây tra từ điển cho mấy người. Tức là cái ông Hoàng Tính đó, hồi xưa ông chưa có làm nên cái gì đó, thì ông bị người ta đèn ép, ông thách thức mày phải đi qua qua cái hán của tàu, không thì tao giết. Thì ông đi liền, chứ không đứng đó là hai người đánh nhau thế nào cũng một người cũng chết, phải không? Không phải ông sợ, ông chỉ muốn hòa bình thôi. Mà sau này làm nên rồi, phải có cái tính khiêm nhường, cái hòa khí ở trong gia đình. Ở đây cứ toàn là học trò với nhau không, với sư phụ thôi, lại đây để vui chơi thôi, mà còn cứng đầu như vậy đó, ra ngoài xã hội làm được cái gì? Nếu sư phụ không dạy ở đây, ra xã hội cần hại thêm cho mấy người ở ngoài. Đi làm việc á, thì có cố chèn ép mấy người bạn đồng nghiệp của mình, ăn cắp thời giờ, dành chỗ tốt, dành đồ ăn, dành cái địa vị, dành công cụ trong văn phòng, dành chỗ, dành ghế, á, rồi ăn hiếp đồng nghiệp. Rồi nếu mà la nữa thì kiếm chuyện khác để mà làm cho chọc tức người ta, hả? Nên cho thắng, rồi gạt gẫm ông chủ này kia cái nọ, đâu có phải người tốt đâu, hả? Tới đây mọi người đều sắp sẵn hết rồi, có cơm cho ăn rồi hả? Có người lo lắng hết tất cả an ninh trật tự hết rồi, thật đâu ngồi đó cho rồi, phải không? Kiếm chuyện, hôm qua lỡ thì thôi không biết, một lần thôi sư phụ tha rồi, biết ngồi kia không chịu, bữa nay chạy qua ngồi sát bên đường kia cũng vậy. Tức là cố tình làm cho được cái ý mình, dùng mọi cách thôi. Nhưng mà để làm cái gì? Tới đây sung sướng quá rồi, phải không? Mọi người lo lắng cho sướng, nghỉ mát cho rồi, ngồi đó tranh tới tranh lui nữa. Nếu ở đây còn vậy, ra ngoài xã hội làm việc cho ai? Hả? Đâu có hòa khí với mọi người được. Như vậy không được. Thôi thà bỏ luôn cho rồi, không vậy. Vậy không được thì thôi. Vậy chi mất công? Hả? Giáo đa thành oán. Người nào dạy được thì sư phụ tiếp tục dạy. Người nào không dạy được thì thôi. Sayonara, hiểu không? Bye bye đó. Tại sao sư phụ có thể cái bằng chính đốn người Việt Nam và người Việt Nam thì ít á? Tại cũng đau khổ nhiều, sư phụ cũng hơi nương tay. Với lại đau khổ nhiều rồi, cái tự nhiên cái khiêm nhường nó cũng tự nhiên nó sinh ra rồi. Nhẫn nại quen rồi, như vậy cũng tốt lắm. Huấn luyện cho mình mà, á. Rồi thành người ta huấn luyện mình mềm mỏng ra. Vậy mình khiêm nhường, mình nhu mì ra, nó quen nhẫn nại đi. Quen nhẫn nại thì sống đâu cũng được hết. Sống đâu người ta cũng thương mến hả? Cái người mà kiểu mà hách lối đó người ta mới ghét. Chứ người khiêm nhường nhịn không ai ghét cả, đi đâu cũng có thể sinh tồn. Tại sao sư phụ thường kêu bằng la mắng người Tàu? Tại họ chịu được. Họ chịu đựng được, đặng họ lên. Còn người khác sợ chịu không nổi. Tại nên sư phụ không có thèm la mấy người đó. Chứ để nó từ từ, nó muốn lên thì nó lên, nó muốn xuống thì nó xuống. La nó không được đâu à, la nó không chịu nổi đâu. Cho nên sư phụ không có la, sư phụ dùng mềm thôi. Ngày nào muốn ăn gì sư phụ cho nấy. Muốn uống thuốc bổ, sư phụ cho thuốc bổ. Muốn ăn rau muống thì được, ăn rau giá cũng được. Họ để họ lên từ từ cũng được. La nó chạy mất rồi càng không lên nữa. Thà nó lên thấp còn đỡ hơn là không lên. Vậy đó. Còn người Tàu á, sư phụ coi như người nhà, cho nên mặt tình, muốn la thì la, thấy không? Sai là tôi la liền. Tại vì họ cũng chịu được, họ biết sư phụ hơn,
Tại sư phụ ở đây cũng hơi lâu, với lại người Tàu họ vậy đó, họ nhẫn nại hơn. Tại người Tàu dân số đông, à, tranh thủ để mà sinh sống quen rồi, phải nhẫn nhịn, phải kiên trì mới sống được, cho nên họ quen cái tánh nhẫn nhục. Đa số là không phải người nào cũng vậy, đa số người Tàu quen cái tánh nhẫn nhục, khiêm nhường, à, cho nên sư phụ có thể dạy dỗ họ một cách nghiêm khắc hơn. Còn quý vị sư phụ nương tay ha, nhưng mà cũng lạng hoạn cũng chết với tôi nha không. Đừng có tưởng hoài nha không. If you bet you know my hand. Biết tay tôi đó. Bữa nay là cái vấn đề đặc biệt nhất đó thôi ha, tại làm hai lần rồi thấy không, dành chỗ của người ta. Ngồi chỗ đây sướng gần chết rồi, còn ra dành mấy cái chỗ của mấy người làm việc ra ngồi đã nghe sát cái bên đường cái chỗ sư phụ chạy tới chạy lui, đang một mình bả ló ra cho sư phụ dòm thấy, rồi dòm đủ rồi thôi bây giờ đi. Tại lén dòm nhiều quá rồi, ăn no rồi thôi thì đi, ngồi đây làm chi. Thấy không, ăn vụng hay là ăn ngấy thì cũng ăn rồi, ăn công khai hay là ăn vụng cũng là ăn, mà no rồi thôi chứ bắt ăn hoài sao. Thôi đi ra chơi ra ngoài đi, tính tình không tốt phải cải, phải sửa lại. Nếu không ăn năn hối cải hoặc là không sửa lại cái tính của mình, thôi sư phụ cho đi chơi luôn. Mai mốt lên Atula gặp. Lên đó đánh đấm nhau hoài à. Cái xứ Atula họ đánh đấm nhau hoài, họ cãi tới cãi lui với nhau hoài. Những người đó chắc cũng gần Atula đó, đẳng cấp lên không được mới như vậy. Mà càng làm cái kiểu đó là càng giống Atula. Giống chỗ nào mình đi chỗ đó, thấy không? Ở Việt Nam giống giống nhau, ở chung Việt Nam thấy không? Mà đi qua Mỹ qua nào cũng vậy, cũng kéo kéo nhau lại một đống rồi cũng ở một chung chỗ đó. Ở bên Bắc cực cái đâu xa lắc rồi cũng về California ở với nhau. Ờ vậy đó, hoặc là cái chỗ nào đông đông á hả, chỗ nào mà đông Việt Nam là càng ngày càng đông. Tại vì cứ từ từ khi dọn tới đó ở với nhau hết, thấy không? Tại giống nhau. Ừ phải không, yêu thích đồ ăn giống nhau, nói chuyện tiếng ai giống nhau, rồi kiểu thân mật hàng xóm rồi cũng giống nhau. Bây giờ có người ít có khi biết hàng xóm tên gì, họ không cần biết ông làm gì, nhiều khi chết sình mấy tháng rồi mới phát hiện ra, tại hàng xóm họ đâu biết ông chết đâu, ai đi tới đi lui đâu biết hả. Ví dụ đó, Việt Nam thì thích hàng xóm này kia, bạn bè hả, bà con, mình nói bà con xa không bằng láng giềng gần ha, thích có bạn bè hàng xóm thì ok, thành ra dọn lại ở với nhau như vậy, nó quen cái thói rồi. Người giống ai á thì đi tới đó. Hả? Giống thiên đàng á thì lên thiên đàng, đừng hỏi sư phụ mất công. Cái tính tình của mình giống địa ngục á thì đi xuống dưới, đừng hỏi sư phụ chi mất công. Tôi nói ra sẽ mất lòng, phải không? Hỏi tôi làm thinh là biết á. Tối ngày cái đi hỏi sư phụ đẳng cấp tôi tới đâu rồi, hỏi làm chi, dòm mình biết liền, phải không? Dòm cái hành động của mình, hả? Dòm cái nhân cách của mình, cái là hiểu liền. Hỏi làm chi mất công tôi, phải không? Ừ phải không? Ừ, mấy người kia qua đây ngồi luôn đi, rảnh nè, ngồi đây sư phụ đi phía sau không đi phía đó, mấy người kia ngồi đây luôn đi, trước đây dòm cho nó đã. Rồi ngồi đó, sư phụ không có đi qua đó thành ra ngồi được, sư phụ sẽ đi phía sau cho quý vị ngồi cho nó sướng. Rồi lên đi, lên đi, lên đây, quỳ chi đau đầu voi. Đau đầu gối. Rồi ok hả. Ừ, mình ăn ở sao để cho người ta thương, à, mình nhẫn nhịn, nhất là đi đâu nhập gia tùy tục, à, nhập gia tùy khúc, đi đâu cũng cái kiểu mà ương ương ngạnh ngạnh làm theo ý mình, đi đâu người ta cũng ghét. Người ta ghét từ thứ nhất là người mình không tốt, thứ hai tạo nghiệp chướng cho người ta nữa. Thí dụ người ta không thích mình, người ta ghét mình á, người ta cũng tạo nghiệp chướng cho người ta. Cho nên á, mình cái bổn phận mình làm cho người ta thương cũng là độ người ta vậy. Người ta thương mình, người ta mới theo mình. Thấy mình, ồ cô này tốt quá, cô đời sống của cô sao mà cô thành tốt vậy. Rồi từ từ họ mò hỏi ra, họ biết mình tôi Quan Âm ha, cái họ thương, họ nói ồ vậy hả, chị tôi sao mà chị giỏi quá, thôi chị cho tôi biết là làm sao tôi tu chung với chị, phải không? Cứ làm cho người ta ghét. Làm người ta ghét rồi chừng đem sư phụ một đống kinh điển để nó người ta bỏ thùng rác. À, bà tu hành kiểu đó, tôi theo bà giống bà, tôi không chịu nổi đâu. Họ ai chịu nổi, ta thương mình thì cái gì cũng vậy, ta ghét mình thôi dẹp, nói thiên kinh vạn quyển người ta cũng dục đi. Tại mình không làm cái gương sáng cho người ta, phải không? Tu hành là phải làm gương sáng, làm gương là nhiều hơn là cái lời nói,
Có nhiều người nói không có làm giống ai chịu, phải không? À, phải như vậy đó. À. Có nhiều trường hợp đặc biệt là khác. Ví dụ nhiều ông cảnh sát, thấy không? À, thường thường ông đâu có được đi buôn thuốc phiện rồi này kia kia nọ, đâu có được buôn lậu súng này kia. Nhưng mà nhiều khi ông phải giả dạng, đi vô mà kiểu liên lạc với mấy người buôn súng, buôn thuốc phiện, buôn đồ cấm đó. Giả dạng đi vô đó buôn bán với người ta làm bộ vậy đó, đặng mà tìm ra manh mối. À, cái đó không phải là họ phạm pháp, nhưng mà bổn phận họ phải làm. Cái đó là khác. Còn ở đây không có bổn phận, bổn phiết gì hết trơn á, cứ để đâu ngồi đó thôi. Tới ngồi thiền mà còn cứng đầu như vậy, hiểu không? Ừ. Chứ không phải sư phụ giận đi rồi, giận chi nói rồi, giận chi mắt đẹp tôi. À, ok. Bây giờ hiểu hết rồi ha. Ủa mới có 9 giờ hả? Lẹo quá vậy. À, cơ bằng còn sớm quá vậy. Ok. À, mấy người này có cần câu hỏi gì mà gấp lắm không? Họ không hỏi là cái chết tiền đó thì mới hỏi. À, còn không thì thôi đừng có nói nữa. Dạ con người Việt Nam đây, con mới qua con truyền tâm ấn ngày nào, con cái nhà ngày mấy người o rồi đó vậy. Thiệt lần nào cũng vậy á, hỏi cái gì phải cho đáng. Còn không có thì thôi, từ từ hỏi mấy người mà kêu bằng phụ trách trả lời đó, những câu căn bản khỏi cần mất thì giờ của đại chúng. À, bữa nay người thiền khá không? Tốt không? Tốt hả? Tiến bộ gì không? Chút chút không? Có, tốt lắm rồi. Mấy người thành Phật đâu vô đây? Vô tay lên. Từ từ đi. Thành Phật khổ lắm, sướng gì đâu cưng. Thành Phật im im thì còn đỡ, thành Phật mà ra hoàng pháp khổ lắm. Chưa biết đâu, thấy đâu, tưởng đâu sư phụ tối ngày diện buồn diện áo đi ra ngoài ngồi đấy. Nói chuyện ngày xưa, nói chuyện tâm cám, không phải vậy. Mệt lắm, tối ngày làm việc nhiều khi bao nhiêu đêm liền không ngủ mà công việc chưa có hết được. Chưa có hết á. Làm nhiều khi xỉu luôn á. À, thân thể nó có giới hạn, nhiều khi mệt. Nếu không có đủ thì giờ ngồi thiền cho bù đắp lại đó. Mà cứ làm việc hoài không đủ thì cũng mệt lắm á. Còn phải nghiệp trước này kia, đau lên đau xuống, gãy tay gãy chân gì lung tung. Nó dễ đâu, ngồi đó mà thèm. Chảy nước miếng. Và cái quần áo này là bụi bặm, không có gì đâu mà thích. Bụi vàng, bụi trắng, bụi đỏ, bụi tím mà. Hả? Bụi thành á, không phải từ bụi thì sao? Để đây mấy bữa thành bụi à. Để một hồi nó nát thành bụi để lại gì đâu, phải không? Ừ. Qua qua. À, đi qua đây ở bao lâu vậy? Việt Nam hết hay là Việt Nam ở Mỹ vậy? Việt Nam qua đó hả? Ờ à, đúng rồi, tại sư phụ hồi nãy nói cho mấy người sắp xếp á là để quý vị mà ở Việt Nam qua đó, ngồi thẳng lên đây, ăn dòm cho nó đã. À. À, ở dưới kia cũng có mấy người Việt Nam luôn đó hả? Việt Nam qua đó hả? À, thì bị cho ngần trước hết rồi thì cũng đỡ rồi, phải không? Cũng dòm được mà hả? À, ok, cái đài nó hơi nhỏ nha. Bao nhiêu người đã chạy lên đây ngồi phía sau coi được không? Rồi, chạy lên coi coi. Giờ giờ thôi, nếu mà đầy rồi thì thôi ha. Nam nữ gì kệ, ngồi lộn xộn đi. Ê, ở đây đằng sau nè. Chỗ này hết chỗ rồi cưng. Không, đi, đi phía sau, đi phía sau. Đi phía đằng sau, chừa chỗ cho anh ta đi. Rồi lên đó, ngồi đó gần hơn. Ngồi phía sau, bên nữ, bên nam gì ngồi bên này không sao đâu. Nữ có thiếu thì ngồi bên này. Rồi, Việt Nam ở Việt Nam qua đó nha. Còn mấy người bên Mỹ thôi nhau. Đủ rồi thôi ha. Đủ rồi thôi, trở về chỗ cũ đi. Đủ rồi thôi, bà này. Hả? À, tại vì nó có cái máy đó cưng, xuống đi ha, đừng đuổi, tại bỏ tưởng không có gì. À, bên này còn chỗ nè, chừng 10 người, 15 người được, ok ha, rồi, ok rồi. Đừng ngồi ngay trước cái máy bị đuổi nữa. Rồi chưa, rồi lên đó ngồi đi, khỏe rồi, ngồi gần gần cũng đỡ hơn ha. Ngồi dòm tóc lên sau cũng được vậy. Tức là người ngồi dòm mặt rồi người ngồi tóc rồi mai mốt góp lại với nhau là tóc làm sao rồi người kia nói cái mặt làm sao nữa đáp lại nó thành hả. Ok sao mình giỏi không mấy đồng chí? Qua được là tốt lắm rồi ha. Khó khăn gì lắm không?
Không hả? Dạ. À, sao? Khó. Cũng khó hả? Khó là làm sao? Biết rồi nhưng mà làm sao ra được? Phải có người bảo lãnh. À, có người bảo lãnh. Bảo lãnh bên này hay bảo lãnh bên đó? Vậy đâu có khó gì đâu. Bảo lãnh là đi cái gì đâu hả? Bao lâu mới được? 10 ngày, 2 tuần, 1 tháng? 5 ngày. Ờ, thấy không? Dạ, được 2 tuần. Thì người 2 ngày, người 2 tuần đó cũng dễ lắm rồi. Như dễ lắm rồi đó. Trời ơi, hồi xưa hả? Hồi xưa Đài Loan cũng vậy đó nha. Hồi xưa Đài Loan đi qua Mỹ cũng không được đâu. Sau này sư phụ ở đây lâu rồi, tự nhiên cái bây giờ qua đó 6 năm cây, đóng cái dấu 6 năm luôn á. À, Đài Loan á. Hồi xưa Đài Loan đó hả, có tiền nhiều hả, mà là độc thân không cho đi đâu. Nó không cần dòm bao nhiêu tiền, nó thấy độc thân là xếp lại rồi đó. Tại sợ qua đó ở luôn, qua đó cưới ai đó rồi ở luôn. Nhưng mà bây giờ không phải đâu, bây giờ thì hết khó khăn rồi. Toàn là chính trị trên em, không có gì ngờ làm người dân khổ sở tội nghiệp. Hả? Người dân đâu quan nhầm gì đâu, đi chơi một chút hay đi kiếm chỗ buôn bán thôi. Không làm gì hại tới ai đâu, hả? Cũng vì sinh nhai thôi, hả? Hoặc là đi thăm bạn bè, hoặc đi kiếm đời sống dễ dãi làm việc chứ đâu có muốn làm cái gì hại ai đâu. Cấm quá đi người ta thành ra người ta làm bậy. Hả? Ta trốn chui trốn nhủi nhiều khi chết, bao nhiêu người bị trốn á, trốn rồi bị những cái tai nạn xảy ra chết bao nhiêu người, tội nghiệp hết sức. Ước gì một ngày nào đó không có cái biên giới nào cả, ai muốn đi đâu thì đi. Nếu mà thế giới hòa bình rồi là sẽ như vậy đó. Tại bây giờ chiến tranh rồi bao nhiêu là phương pháp chính trị khác nhau thì nó mới phân biệt người này người kia chứ hả? Đâu phải người nào đi ra ngoài cũng là xấu đâu, hay là muốn làm chuyện xấu đâu, đâu phải vậy đâu. Thấy không? Thí dụ mà người ta qua nước mình rồi cho người ta ở, người có giấy tờ đàng hoàng rồi, người ta biết nhà biết cửa người ta rồi, thì dù người ta làm xấu mình cũng có bắt được vậy. Phải không? Chứ cho người ta trốn qua còn khó bắt nữa. Thí dụ mấy người trốn mà mấy người mà tội phạm gì đó mà ta trốn mà không có giấy tờ nữa càng khó bắt, càng khó biết, không mặt mũi đâu biết. Chứ nếu cho họ qua có mặt có mũi, có giấy phép, có chứng minh đàng hoàng, có giấy tờ đàng hoàng, biết nhà biết cửa đàng hoàng, biết nó liên lạc bên đó với ai, mai mốt nó làm bậy dễ kiếm, phải không? Thì cho người ta qua, người ta có thân phận rồi, người ta dễ làm việc, người ta làm việc được thì người ta đâu có đi ăn trộm ăn cắp làm gì. Thí dụ phải không, ai cũng muốn cái nhân cách của mình chứ ai muốn đi ăn trộm ăn cắp làm chi, ai muốn đi xin tiền xã hội để làm gì hả? Lớn rồi đâu phải con nít đâu mà đòi kẹo, không? Ai cũng muốn có nhân cách, có công ăn việc làm, đặng mở mặt mở mày hàng xóm, đặng cho nó công khai ra. Ai muốn trốn lánh làm này cái nọ, trừ những người mà bậy bạ là ăn trộm ăn cắp, cái đó là có thể là tại vì từ nhỏ không có cha mẹ không dạy dỗ, hoặc là đầu óc điên khùng. Chứ còn đa số người ta đều muốn cái đời sống đàng hoàng, hả không? Có nhân cách, có công ăn việc làm, có cuộc sống rất là tự nhiên như bao nhiêu người khác, đừng có vợ có con rồi hãnh diện với người ta. Ai mà muốn làm bậy làm bạ làm chi, phải không? Số làm bậy làm bạ ít rồi, bây giờ càng ngày càng ít rồi. Đọc báo rồi thấy phạm pháp nó ít thêm đi. Những cái nước mà tha cho tội chết nó còn ít hơn nữa, càng ít cái sự mà chém giết hơn nữa. Thí dụ như bên Anh á, hồi xưa giờ đâu có cái vụ mà bắn cảnh sát rồi gì đâu, tại cảnh sát đâu có súng. Bây giờ càng ngày càng loạn lên. Sau cái ngày mà sau khi mà đi khai chiến đó rồi, cũng bắt đầu có nhiều cái sự khủng bố xảy ra đó, rồi nó thêm loạn lên. Chứ nước Anh hồi đó giờ bình an vô sự nè. Rồi tự nhiên sinh ra đủ thứ, rồi nhiều khi cũng có đụng chạm với cảnh sát nữa. Chứ hồi đó cảnh sát không có súng thì mấy người mà trộm cắp gì đó cũng không có súng, có chỏ nhau một chút bỏ chạy thôi, nhiều nhất là bỏ chạy qua đánh đấm một chút thôi, chứ không có tới nỗi nào mà giết người là phạm tội nặng rồi, khó tha thứ được, nhiều khi tội tử hình. Nếu không có súng ống còn sao giết người được, không có dao gậy gì hết. Thành ra như vậy đó. Như vậy mình thấy rõ ràng là cái sự mà bạo lực nó không tốt ha, dùng bạo lực vũ khí không tốt, nó sinh ra hai bên thế nào một bên cũng chết. Thành ra nó sinh ra thêm nặng này lên cái án mạng và thêm nhiều người chết nữa. Nhưng mà bây giờ sư phụ thấy bớt rồi, cũng êm dịu hết xuống rồi, càng ngày càng êm dịu. Mừng chứ hả? Quý vị biết chứ hả? Biết máy tính đó hả? Ok, ở Việt Nam coi computer được không?
mà nó hơi chậm phải không, nhiều khi nó broken phải không, nhiều khi nó ngừng hay nhiều khi nó, nhưng mà cũng coi được không? Nếu mà có cái high speed thì được chứ. Có hả? Ráng mua với nhau ha. Thí dụ một người không có, 2-3-4 người hùng lại rồi coi chung. À, thí dụ vậy đó. Còn nếu không coi được thì download gì đó thì in ra coi. Nhưng mà có hình nó hay hơn ha. Okay. Ráng từ từ càng ngày càng tốt nha. Bây giờ dùng cái mobile phone cũng coi được như thường. Cái điện thoại tay cầm đó cũng coi được tin tức luôn như thường nữa đó. Càng ngày càng tiến bộ. Hey, ok. Có nghĩa là bao nhiêu người tu hành thế giới được lợi, thấy chưa? Rõ ràng hay không? À, chứ hồi xưa là khủng bố, cái chiến tranh đệ nhị thì lung tung á, bây giờ hết rồi. Giờ càng ngày càng bớt rồi. Những cái nước mà muốn làm bom nguyên tử thì không muốn làm nữa. Đã bắt đầu nghĩa là bàn luận với nhau rồi, có chiều hướng ngừng rồi, thấy không? Có chiều hướng nghĩa là không có làm thêm bom nguyên tử nữa. Bom hạt nhân gì đó ha, cái gì cũng chết á, nguyên tử không cũng đủ chết. À, lựu đạn cũng đủ chết, phải không? Không chết nhiều thì chết ít, phải không? À, còn mấy cái đó dẹp hết cho rồi, đừng nói nguyên tử làm chi. Trong nguyên tử nó tàn sát nhiều hơn, mà tàn sát mấy chục đời nữa, chứ không phải một lần đó thôi. Cái phóng xạ nó ảnh hưởng bao nhiêu người nữa, không phải nguyên chỗ đó mà nguyên trong vùng rộng lớn. Rồi nó ảnh hưởng rất nhiều năm, hả? Nhiều thế kỷ nữa. À, nhiều thế hệ, rất là dễ sợ, hả? Wow, như vậy mà thế giới còn chưa học thì cần học tới, còn đợi chừng nào mới học được, phải không? Ừ, phải học liền bây giờ đi. À, phải qua được tốt quá, mà mai mốt cứ kiếm người bảo đảm qua chi đâu. À, tốt quá rồi. Thế giờ bữa nay anh bảo đảm tôi, mai tôi bảo đảm anh. Luân phiên nhau mà đi. À, có đi Âu Châu rồi được không? Dạ, Âu Châu có yến du lịch. Yes or no? Yes. À, vậy tốt quá rồi. Bây giờ à, tốt quá rồi. Chỉ cần thời giờ ha. Thành ra hồi xưa thường thường hãy nói thiền thất là đi liền. À, mấy một tuần hay mấy tuần, mấy ngày thôi. Bây giờ sư phụ để cho dài dài 2-3 tháng hay không? Đặng làm việc cho dễ. Hả? Là cũng tại mấy trự này đây, mấy đồng chí này. Mấy đồng chí Tàu với đồng chí Việt đó. À. Nhưng mà vậy là tốt lắm rồi, nó đi được là tốt lắm rồi, biết bao nhiêu người muốn đi mà cũng không đi được. Không phải vì vấn đề kinh tế không, mà nhiều vấn đề khác. Ai để cho dân tộc yên là tôi thương người đó là, à, muốn gì đâu muốn, à, miễn là để người dân yên ấm, à, để cho họ tự do. À, còn cái gì nữa? Hả? Hạnh phúc nữa hả? Miễn nghe cho người ta làm ăn ok hả, đi tới đi lui tự do thì được rồi ha. Ừ, chính phủ nào cũng vậy, nếu mà bắt chẹt qua đó là dân chúng họ nổi loạn á, mà để họ tự do thì tự nhiên họ không có làm gì cả. Người dân chỉ muốn bình an vô sự thôi, ta đâu có rảnh đâu mà đi cách mạng, hả không? Đâu cần làm cách mạng cách thân làm gì, phải không? Nếu mà người ta bình yên, ta có công ăn việc làm, ta tự do đi đứng thì đâu có ai mà rảnh đâu mà đi nghĩ tới cái chuyện. Ai muốn nghĩ làm gì? Hả? À, ta sung sướng là ai muốn nghĩ làm cách mạng làm gì? Chèn ép quá, khổ sợ quá, mà không sợ chết nữa. Thấy không? Thà chết còn hơn. À, vậy đó. À. Cái khi mà đã làm cho người dân tới cái chỗ mà thà chết còn hơn sống như vậy đó, là ta không có sợ gì nữa rồi. Đã không sợ chết rồi còn sợ gì nữa, chừng đó liều rồi, phải không? Liều rồi mới làm bậy, ha. Mới cách mạng, mới đánh đổ chính phủ này kia nọ. Chứ còn bình thường thì người dân chỉ muốn no ấm thôi, yên thân yên phận làm việc thôi, nuôi gia đình con cái thôi, phải không? Ai cần cách mạng làm gì? Mất công, phải không? Thường người nào cũng tham sống sợ chết, phải không? Gia đình mà êm ấm, ha, có đầy đủ công ăn việc làm, hạnh phúc. Ai mà muốn đi đem cái thân ra mà nộp mạng, phải không? Là mà quá sức tới nỗi mà không sợ chết nữa, chừng đó là chết ạ. Chừng đó họ không sợ nữa rồi. Ok, thôi bây giờ đi nghỉ hả? Ừ. Nói cả tiếng rồi. Có chuyện gì nữa đâu nói hoài. Có cần nói gì không? Nói với tôi nghe coi. Hả? Hiện diện là rồi. Chuyện gì chuyện tấm cám kể hoài hả?
Việt Nam nữa có nhiều chuyện, mấy chuyện sư phụ kể hết rồi, kể cho người Tàu nghe dịch ra tiếng Việt trở lại rồi. Mấy chuyện phù đổng thiên vương này kia nó kể hết rồi phải không? Chuyện mà chữ đồng tử đó kể chưa? Chưa kể tiếng Tàu hả? Ok, ok, thôi được rồi, kể cái chuyện đó nghe ha. À, quý vị biết rồi mà. Chữ đồng tử cưới công chúa không biết sao? Chứ không biết. Đi học cái gì? Hả? Thôi được rồi, để em nghĩ cho nghe. Tại quý đồng chí không có chịu đọc sách. À, chuyện cổ Việt Nam hơi nhiều. Mà qua đây tôi khó kiếm mua lắm nha. Sách lịch sử mua đâu có được đâu. Quý vị mà nói tràn ngập không chịu đọc mà. Hồi xưa có hai cha con nhà kia nghèo tới nỗi hai người chỉ có một cái khố thôi. Thấy người cha đi ra ngoài làm lụng hoặc xin ăn á thì đeo cái khố đi ra, rồi người con ở nhà giấu, giấu như trong nhà đợi trong lều á, hay là trong hang gì đó ngồi đợi chứ không có nhà nữa. Rồi nếu mà người con đi ra làm việc hoặc là đi, nếu làm việc không được thì khi phải xin xỏ đồ ăn á thì phải đóng cái khố vô, đeo cái khố vô. Cái khố là tiếng Việt Nam nó là cái cũng có miếng vải nhỏ nhỏ mà che chính giữa đó mà, che thân á. đặng cho khỏi lõa lồ quá đó, cái khố là như vậy đó. Nghĩa là chỉ là một miếng nhỏ nhỏ thôi từ trên cái sườn hả, từ trên thắt lưng xuống tới cỡ đầu gối đó thôi, mấy người bây giờ kêu là mini jeep đó. Hồi xưa ở Việt Nam đã thịnh hành rồi. Cái ông kia ông tưởng đâu ông phát minh ra, bậy quá. Cái này của người Việt Nam tôi. Hồi xưa mấy người nghèo người ta bận đó. Rồi bây giờ mấy cô kia cũng nghèo quá đi thành ra. Không có vải phải bận ngắn ngắn vậy đó. Cũng tội nghiệp mấy cô đó hả? Nhưng mà thấy người ta bận vậy đừng có xạ lại cho tiền nghe không. Đừng có cái tình thương cái bằng lăng xăng như vậy, hỏi cho đàng hoàng hả không. Rồi thôi, tốt nhất là nên nhắm mắt đi chỗ khác. Mấy ông kia cũng đừng làm bộ lại cho tiền người ta xà là tới làm gì. Không có ai nghèo như ông đâu. Có vợ ở nhà giúp vợ cho rồi đi. Thì hồi xưa Việt Nam có hai người đó. Cha con nghèo tới mức vậy đó. Ở trong hang, trong vách, trong hang, trong lều nhỏ thôi. Ví dụ vậy đó, che mưa che nắng. Rồi phải đi ra ngoài kiếm việc lao động nhỏ nhỏ, người ta nhờ cái gì thì làm ở đó, đặng kiếm chút đỉnh đem về. Mà khi không đủ thì cũng phải đi xin ăn, ví dụ vậy đi ha. Hay làm những việc nhẹ nhàng, quét sân, quét nhà, nhổ cỏ vậy đó, đặng mà kiếm tiền để về độ nhật. Như vậy thì chỉ có một cái khố thôi. Thì người cha bữa đó đi ra ngoài để kiếm việc lao động nhỏ nhỏ làm, hoặc là xin ăn gì đó, thì người con ở nhà. Ở nhà thì dĩ nhiên trốn trong hang, trong lều vậy đó ngồi đợi mà. Đâu có khố đâu đi ra. Thì lúc đó thì công chúa với một đoàn thị nữ đi đến gần cái chỗ mà ổng ở đó, cái mé sông đó, cái mé hồ vậy đó, đang tắm. Giăng màn, giăng đồ tắm. Mà giăng trúng cái chỗ mà anh chàng kia đang ngồi ở trong đó, ngồi ở dưới nước một chỗ, một đang ngồi tắm á, ngồi gần trong bụi đó, thấy cái sợ quá. Trốn vô trong cái trong bụi gần đó luôn. Nhưng mà văn màng là văn luôn ở trong, vô ổng vô luôn. Tại văn màng kêu kiểu lều của mình đó mà, văn xung quanh đặng cho công chúa tắm chơi trong đó đó. Công chúa vô trong đó tắm, cái tự nhiên cái tắm vùng vẫy quá đó, cái cát nó trôi hết trơn à. Rồi mấy cái bụi cỏ nó cũng bị trôi xuống. Ai ảnh nằm lồ lộ ra đó. Hai người sợ quán hồn la lên, hai người la lên hết. Rồi la rồi thì thôi, chắc anh cũng đẹp trai. Thì công chúa nói gì. Nhau về nhà cái anh chàng ốm tương tư. Rồi công chúa cũng cơm không uống, trà không ăn. Bệnh ôm nhòm, hai người ốm hết. Thì chữ đồng tử thì ốm là không nói làm gì. Tại vì hồi đó giờ cũng ốm rồi, đâu có cơm ăn gì đâu. Sẵn dịp nhịn ăn luôn cũng vừa đi. Còn cái bà công chúa thì hồi đó giờ cũng no nê tròn trịa rồi, tự nhiên cứ ốm xuống mấy chục ký.
hay là mấy ký là cũng thấy ốm rồi. Cha mẹ lo lắng quá trời, cứ theo hỏi hoài, cô kia không dám nói. Cái có cái thị nữ mé, à, nói vậy đó, vậy đó, à, thưa lệnh ba, vậy đó. Thì bây giờ nếu mà muốn công chúa hết ốm thì hãy làm vậy đó. Ok. Hay ông vua bà vua bàng hoàng hết. Trời, con mình là công chúa mà đi ra ngoài bị người ta thấy rồi. Hồi xưa mà thấy là không được á. À, thấy mặt con không được, cũng chỉ thấy hết nguyên á, nguyên con. Thành ra là hồi xưa quý vị biết đi đâu công chúa hay là tiểu thơ khuê các là che mặt lại hết á. Ngồi trong cái xe mà người ta cổng, hoặc là xe ngựa bịt bùng, xe kiệu cũng kiệu bịt bùng, hoặc là ngựa kéo hoặc là người kéo đều là bịt bùng hết. Mà thí dụ muốn dòm hé chút dòm thôi, chứ không cho ai dòm mặt mình cả. Hồi xưa như vậy đó ha. Mà nếu người nào mà dòm được mặt rồi là phải cưới á, thí dụ vậy đó ha. Thành ra bây giờ anh chàng này không những dòm mặt mà dòm nguyên con mà phải cưới hết. Là phải cưới nguyên con rồi. Rồi ok, ông cha bà mẹ, cha hai vị hoàng hậu và hoàng đế thì ok rồi, thì cho đi. Nhưng mà tức lắm, tại anh chàng này ăn mày ăn xin con nhà mà homeless homeless mà cưới công chúa là thôi tai tiếng biết bao nhiêu. Thôi thành ra phải âm thầm hả, đuổi công chúa đi ra khỏi hoàng cung. Công chúa cũng ok liền. Đâu có biết mỗi bồ hôm nó cực khổ tới mức nào đâu. Ở lều nữa, mà lều mà không phải cái lều kiểu mà mỏng cửa lều như mấy của mình. Cái lều họ che cái miếng tranh ở trên vậy thôi, siêu tới siêu lui á, dùng gỗ, bốn cột gỗ, cái bằng cây cối đó, nhành cây đó, bốn cây để vô rồi để mấy tranh ở trên thôi, thêm bằng cái lều thôi. Nhưng mà đâu có sao, sư phụ đi và mẹ nhét vô tiền đầy hết. À. Công chúa mà làm gì thiếu thốn đâu sợ. Rồi công chúa với chữ đồng tử cưới nhau, rồi cũng sinh con ra cái nữa, rồi cũng làm việc ở đó, dựng thành một cái thành phố. Cái làng mạc tự nhiên càng ngày càng đông đúc, dân chúng qua lại tấp nập, càng ngày càng thịnh vượng cái chỗ đó lên. Nhưng mà hai người đó già rồi đó, bỏ lên núi đi tù. Đi tù phép Quán Âm. Cái trước khi đó thì còn ở nhà tu dạy dỗ dân chúng mà lại đó, càng ngày họ càng náo nức lại, tại vì họ cảm thấy cái đức độ của hai người đó lan rộng ra mọi nơi, cảm hóa họ, rất là nhân từ độ lượng. Hai người đó rất là nhân từ độ lượng, giúp đỡ người nghèo rồi này kia ha, chăm sóc cho dân chúng, cho nên họ rất là thương mến. Sau đó rồi cũng học pháp với họ luôn. Nhưng mà sau khi già rồi thì hai người đi lên núi tu yên tĩnh. Khi mà rồi sau đó lâu đó, có những người thấy hai người cái cởi hạt quy thiên vậy đó, đi chung với nhau, cởi phượng lên trời, có thể thấy trong thần thức đó, nhưng mà có vision, tức là thấy cái thể nghiệm bên trong đó mà. Thấy lên ảnh bên trong, thấy hai người cởi hạt quy thiên với nhau chung một lúc. Rồi hết rồi. Chuyện Việt Nam nhỏ xíu ha. Có thể kéo dài đó, nhưng mà thôi nhiêu được rồi. Ok, cho quý vị về nghỉ ngơi hoặc là tiếp tục thiền, sao cũng được, ok ha. Rồi, ok, chào. Ok ha. Thank you, cảm ơn ha. Cảm ơn quý vị ha. Cảm ơn lại thăm ha. Ok. Hả? Thank you. Đẹp lão. Việt Nam nói vậy bảo là đẹp lão. Quý kia dòm đã chưa? Chưa. Ok. Thì kêu lên không nói đâu, mà hết chỗ ngồi rồi. Thôi kệ, bữa khác cũng sao. Cười gì vậy dưới vậy? Ở Mỹ như kia là cũng quá trời. Ở Mỹ hả? Ở Mỹ dưới kia nè, dòm thấy mặt quen. Việt Nam rồi, giơ tay hết lên coi. Không, ở trên này biết rồi. Ở dưới kia nè. Wow, còn nhiều quá ha.
Tội nghiệp không? Ngồi đó dòm chảy nước miếng hả? Ừ, ok đó. Thank you, cảm ơn. Sao còn mấy ngày nữa mà từ từ ok hết.